Theo quyết định của Thủ tướng, ô tô và xe máy thải loại sẽ bị thu hồi vào năm 2018. Bên cạnh đó, thì nhà sản xuất có trách nhiệm tổ chức thu hồi, tiếp nhận sản phẩm thải bỏ do mình đã bán ra thị trường Việt Nam và được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Các nhà sản xuất có thể liên kết để cùng thực hiện thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ cùng loại. Cục đăng kiểm Việt Nam nhận định phương tiện như xe máy, ô tô con chưa xây dựng được niên hạn sử dụng, bởi đây là tài sản cá nhân và trách nhiệm gắn với người sử dụng. Nếu dùng biện pháp hành chính để loại bỏ như với xe thương mại thì sẽ thành vấn đề lớn, vì ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, xe máy vẫn là phương tiện đi lại mưu sinh chủ yếu. Còn theo Hiệp hội Vận tải Hà Nội, quy định niên hạn với phương tiện cá nhân liên quan đến cuộc sống, sinh kế của nhiều người. Do vậy, người dân cần được biết sớm về lộ trình, cần lấy ý kiến của nhà khoa học, cơ quan quản lý, chuyên môn kỹ thuật. Theo Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, đến ngày 31 tháng 12 năm 2014, cả nước có hơn 45 triệu xe cơ giới, trong đó mô tô hai bánh chiếm 95%.